Nhiều tờ báo đã dành phần lớn trang nhất và các vị trí quan trọng để đăng tải nội dung hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đang diễn ra tại Hà Nội. Ghi nhận phiên khai mạc hội nghị, báo Thanh Niên đưa tin, tại hội nghị lần thứ 12 này, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận cho ý kiến và xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Báo Thanh Niên đã dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 là phải xây dựng được một Ban chấp hành Trung ương thực sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của đảng, hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, do đó việc tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cải cách để phát triển đất nước là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay. Liên quan đến vấn đề này, nhiều tờ báo có bài phân tích, đánh giá hiện trạng và giải pháp để phát triển kinh tế Việt Nam sau đại dịch. Cơ hội cải cách sau đại dịch là một bài viết đáng chú ý được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Trong bài viết, tác giả chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu nghiêm trọng nhất từ năm 1945 đến nay. Tăng trưởng GDP của kinh tế Mỹ quý 1 là âm 4,8% và của kinh tế Trung Quốc là âm 6,8%. Kinh tế Việt Nam cũng bị thiệt hại nặng nề, nhưng GDP quý 1 vẫn tăng trưởng 3,82%, mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Báo Tuổi Trẻ đã dẫn chứng dự kiến thu ngân sách của năm 2020 của Việt Nam sẽ giảm khoảng 130.000 đến 150.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các cấp cần cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết như tiệc chiêu đãi, trang trí hội nghị, cắt giảm đội ngũ xe biển xanh với lái xe đồ sộ. Theo quan điểm của tác giả bài viết, cần đổi mới tư duy, thực sự học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gần dân, tránh hình thức phô trương, lãng phí, nhất là trong tình hình ngân sách rất khó khăn. Cũng liên quan đến việc tái cơ cấu kinh tế sau đại dịch, báo Vietnamnet có bài Cơ hội để Việt Nam bứt phá thông qua chuyển đổi số. Minh chứng cho quan điểm của mình, tác giả bài viết đã dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. COVID-19 là cơ hội trăm năm cho chuyển đổi số quốc gia và cũng là cú hích trăm năm để chuyển đổi số. Do vậy, Việt Nam phải làm chủ việc chuyển đổi số cho từng ngành, từng lĩnh vực. Theo thông tin trong bài viết của báo Vietnamnet, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, sau đại dịch COVID-19, sự chuyển dịch đầu tư toàn cầu sẽ xảy ra. Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ có sự phân tán từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Việt Nam sẽ đón các làn sóng chuyển dịch này với ưu tiên là các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Mỗi tuần, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức ra mắt các nền tảng và ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy nhanh việc phát triển, làm chủ các nền tảng số. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cầm nhịp công cuộc chuyển đổi này. Thông tin giá thịt heo cũng đang là chủ đề nóng trên nhiều trang báo. Theo phản ánh của báo Sài Gòn Giải Phóng, thì những ngày qua, giá thịt heo hơi tăng cao, dao động từ 83.000 đến 90.000 đồng một ký. Nguyên nhân là do đàn heo trong nước đang thiếu, do dịch tả heo châu Phi đã làm giảm tổng đàn cả nước. Nhằm kéo giảm giá heo hơi xuống 60 đến 70.000 đồng một ký, nhà nước đang hỗ trợ nhiều cơ sở nhập heo giống. Mặt khác, các trang trại cũng đang nỗ lực tái đàn nhưng đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn sinh học. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê được báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, đến quý 3 và quý 4 thì sản lượng thịt heo cung cấp ra thị trường sẽ tương đương với năm 2018. Bởi hiện tại, người đang chăn nuôi thúc đẩy việc tái đàn cộng với sản lượng thịt đông lạnh được nhập về các nước cũng rất nhiều, giá rẻ hơn thịt nóng. Tuy nhiên, khi thịt về tới Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục kiểm tra chất lượng để sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng.